Monster Titan Clubman, ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi? Chủ nhân cho gọi ngươi, mau ra đây đi. Ta ngửi thấy mùi con mồi thật là thơm ngon. Kẻ nào tới nồm nàn cho ta nữa đây? Cuối cùng, ngươi cũng đã chịu xuất hiện rồi. Không, ta không phải là con mồi để ngươi ăn thịt đâu. Ta là thuộc hạ của God Titan Clubman. Ta theo lệnh của ngài ấy tới đây để gọi ngươi ra giúp đỡ ngài ấy một tay. God Titan Clubman à, ngài ấy biết ta thích nhất ăn những tên Clubman mập mạp. Ngài ấy có lẽ sai ngươi tới đây vừa báo tin cho ta, cũng là món quà ra mắt với ta. Vậy thì ta không có gì phải khách sáo nữa. Ngươi không được đụng vào ta. Ta là tay sai đắc lực của chủ nhân. Nếu ta có mệnh hệ gì, ngài ấy sẽ giết chết ngươi đó. Nhưng mà ta chịu hết nổi rồi, bụng ta cồn cào rồi. Ta ăn thịt ngươi trước rồi giải thích với chủ nhân sao? Wow. Ngon quá. Đến lúc phải đi rồi. God Titan Clubman, ta sẽ giết chết thứ xấu xa tranh quyền đoạt vị như mày. Mày nói quá nhiều rồi đó, Big Boy Titan Clubman. Hãy chiến đấu đi, tranh giành vị trí chúa tể của thế giới Clubman này. Coi ai mới là kẻ xứng đáng. Tại sao? Cha của chúng ta là King Titan Clubman, trước khi qua đời đã trăn trối nói với ta rằng sẽ nhường cho ta vị trí chúa tể này. Vậy mà ngươi lại còn tranh giành. Ông ấy có lẽ quá già, sắp chết rồi nên bị lẫn mà thôi. Vị trí này ai mới là kẻ mạnh thì người đó mới xứng đáng có được. Cái gì? Vậy được rồi, ta sẽ giết chết đứa em hỗn xược như ngươi. Chủ nhân, thì ra ngài ở đây. Tôi tới giúp đỡ ngài một tay đây. Sau đó, để cho tôi ăn thật nhiều Clubman nhé. Tôi thèm thịt bọn chúng lắm, đặc biệt là những tên mập mạp. Ok, thêm thứ gì nữa kia? Là món đồ tay tập Clubman, thú cưng của ngươi à? Wow. Người tới đúng lúc lắm, thú cưng của ta. Ta sẽ cho người ăn tất cả những thứ gì mà ngươi muốn. Hãy cùng ta đoạt lấy tất cả giang sơn của thế giới này. Và đầu tiên chính là loài Clubman. Phản đối, chúng tôi phản đối. Ngươi không xứng đáng trở thành chúa tể của loài Clubman đâu. Hãy mau xuống đi. Đúng đó, toàn bộ binh sĩ Titan Clubman và ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của chúa tể trước đây là sẽ nhường ngôi cho Big Boy Titan Clubman. Vậy mà ngươi dám giết chết ngày ấy, giết chết chính anh em của mình bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy ngai vị. Ngươi đừng có hòng bọn ta coi ngươi là đức vua mới. Các ngươi không chấp nhận lời của ta lại đi tin vào cái lão già lẫm cẩm đã chết đó, còn tôn thờ cái tên yếu đuối Big Boy Titan Clubman kia nữa chứ. Kẻ nào bây giờ dám chống lại ta, không chấp nhận ta trở thành vị vua mới, ta sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây. Ngươi đừng hù dọa bọn ta. Thì bọn ta yếu so với ngươi rất nhiều, nhưng các binh sĩ ở đây cùng với ta số lượng rất đông. Nếu xảy ra một cuộc chiến, chắc chắn ngươi cũng sẽ không thể nào sống được. Cái gì? Tình kêu lờ tai tành cái lốc men này, ngươi chỉ là một tên chó săn của cha ta mà thôi. Bây giờ người dám lớn giọng ở đây điều khiển binh lực trước mặt của ta à? Được lắm. Vậy thì ta sẽ cho người nhận lấy hậu quả khi là kẻ đầu tiên dám chống với ta. Nào, Monster Titan Clubman, hắn sẽ là bữa ăn tiếp theo của người đó. Tôi biết rồi thưa chủ nhân, tôi cũng đói lắm rồi đây. Cái gì? Người nuôi thứ quái vật cách gì? Chiến ăn thịt đồng loại chúng ta, bây giờ sai nó ăn thịt ta. Vậy thì ta sẽ liều mạng giết chết ngươi. Ta thật ghét kẻ nào nói ta là quái vật kinh gì. Hãy vào miệng của ta đi. Hay lắm. Các ngươi thấy rõ chưa, kẻ nào chống với ta có kết cục như vậy đó. Bây giờ còn tên nào dám đối chọi với ta nữa hay không? Mau bước lên đi. Sao bây giờ? Đành phải chấp nhận hắn thôi. Đức vua vạn thế. Tiến lên nào anh em, liều mạng bảo vệ lãnh thổ của chúng ta khỏi lũ Clubman khốn kiếp đó. Chết tiệt, lũ Titan Clubman kia, chúng
Thứ quái vật này chính là thủ lĩnh của lũ người đồng hồ. Nó to gan dám tới đây chiếm lãnh thổ của chúng ta. Mau phanh da xẻ thịt nó đi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Lũ này mạnh quá, mình không giết được bọn chúng. Chạy thôi, chạy thôi. Về báo cáo cho đất vua. Đất vua ơi, ngay đâu rồi? Ta đây. Sao rồi? Có phải người đã thành công chiếm được vùng lãnh thổ của lũ tái tành Eritus đó không? Bọn chúng thật sự rất mạnh, lực lượng của bọn chúng rất đông nữa. Những tài tành Clockman tôi dẫn đi, đa số già yếu và bị thương hết rồi. Tôi lại thất bại. Xin ngài hãy từ bỏ, đừng xâm chiếm lãnh thổ của bọn chúng nữa. Cái gì? Lại thất bại nữa? Lần này là lần thứ ba rồi đó. Lũ vô dụng. Ta chinh chiến mấy tháng nay lúc nào cũng thắng lợi. Thời phiền giao cho ngươi. Ngươi lại khiến cho binh đoàn của ta bị thiệt hại rất nhiều. Tôi mệt mỏi quá rồi. Suốt mấy tháng nay không bao giờ được nghỉ ngơi cả. Đây cả lũ Clockman, bọn chúng cũng không còn. Tôi không biết ăn thứ gì để bồi bổ cơ thể của mình. Tình khốn này, ngươi chỉ biết ăn, ăn rồi nghỉ ngơi, biết bao giờ mới có thể giúp ta đạt được giang sơn này chứ? Đồ vô dụng, ta không cần ngươi nữa. Ta sẽ lấy cái đầu của ngươi. Chúa ta, ngươi dám giết ta? Con khiếp, ta đã bán mạng vì ngươi. Ta đã từ bỏ nơi yên bình của ta, xuống đây chiến đấu hết mình vì ngươi. Tới lại, ta ăn không no, ta ngủ không kỹ. Ngươi nhẫn tâm đối xử muốn giết chết ta? Vậy được, chính người đã ép ta phản bội ngươi. Ta sẽ giết chết ngươi và thay thế ngươi làm một vị vua tốt hơn. Ngươi đủ khả năng à? Xuống địa ngục đi. Ngươi sẽ chết không toàn thây. Đáng ghét, thứ chết tiệt này dám gây ra một vết thương lên người của mình. Được rồi, tất cả binh lính trong thế giới Clockman, mau tập hợp lại cho ta. Lại có chuyện gì nữa? Không lẽ tịch chúa tể mới của chúng ta lại bắt chúng ta đi chiến đấu nữa à? Không sai, các người đã nghỉ ngơi quá đủ rồi. Đến lúc lên đường xâm chiếm bằng được lãnh thổ của thế giới tại tỉnh Eritus cho ta. Lại xâm chiếm chỗ đó hay sao? Chúng tôi đã bị thương rất nặng, nhiều người còn bị mất mạng nữa. Chúng tôi chưa kịp lành vết thương, ngài lại bắt chúng tôi tiếp tục đi tới nơi đó. Ngài có biết lũ tài tập Eritus đó không phải dạng vừa hay không? Ta không quan tâm các ngươi bị thương nặng hay bị thương nhẹ, chỉ cần các ngươi còn sống thì phải cùng ta ra chiến trường giết chết sạch lũ tài tập Eritus đó, cướp tất cả tài nguyên và đất đai của bọn chúng. Cái gì? Quá tàn độc. Ngươi quá tàn độc nhẫn tâm. Ngươi không hề thương những binh sĩ đã chiến đấu vì ngươi. Ngươi chỉ biết lợi ích, ngươi chỉ biết tới giang sơn của mình. Được rồi anh em, tới lúc Chúng ta không cần phải nghe lời hắn nữa rồi. Lũ khốn này, cả ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản chứ muốn làm gì? Tiến lên nào anh em. Ngươi có hắn, có vết máu kìa. Dường như hắn vừa trải qua một cuộc chiến. Mau tiếp tục dồn vào những vết thương đó, giết chết hắn đi, chúng ta sẽ được giải thoát. Mẹ kim, lũ đàn gan đây, các ngươi dám phản bội ta? Ta sẽ nghiền nát lũ chúng mày. Hả? Không, đau quá, các ngươi dám chọc vào vết thương của ta?